Bà con và các bạn xem đài thân mến, được xem là loại rau sạch, nấm bào ngư rất nhiều dưỡng chất, để nuôi trồng chi phí không cao, giá cả tương đối ổn định. Ở Tây Ninh, có nhiều cơ sở trồng nấm bào ngư tồn tại trong thời gian dài, thu nhập khá hơn nhiều so với trồng các loại rau màu khác. Trại nấm Cô Na của anh Nguyễn Đức Lập, hội viên nông dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, thành lập và hoạt động hiệu quả gần 10 năm nay. Hiện nay, trại nấm đầu tư thêm máy tạo phôi, thực hiện nuôi trồng khép kín từ khâu tạo giống, tạo phôi, nuôi nấm thành phẩm, chuyên cung cấp phôi nấm bào ngư, phôi giống cho các hộ trồng nấm. Đây là mô hình phát triển kinh tế hộ kiểu mẫu được Hội Nông dân thị xã Hòa Thành chọn làm điểm để hội viên nông dân đến học tập và trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới. Trong chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự hiệu quả mô hình trồng bào ngư khép kín. Khai trại thôi. Rồi trong quá trình làm mình tích vốn mình mở rộng thêm. Cái trại mình phải thông thoáng, sạch sẽ, ánh sáng nhẹ, không được ánh sáng nặng quá. Tránh gió lùa trực tiếp, tránh nắng. Cái độ thông thoáng nó trong trại ủ thì phải thông thoáng. Trước đây thì làm tới 3 loại nấm, một linh chi, hai lấm mèo, với thứ ba nữa bào ngư. Như lại thị trường Tây Ninh mình bào ngư ưa chuộng nhiều, thành mình quyết định chuyển sang làm bào ngư. Một ngày dưới gia đình làm thì khoảng từ 7 đến 800 bịch. Hiện tại thì sản xuất phôi bán ra cho hộ nuôi thì chủ yếu, còn số còn lại thì mình lọc ra mình cho ra mình tiêu thụ.
Nút rồi mình vô lò mình hấp à. Hấp khoảng từ 7 đến 8 tiếng. Xong đỡ nguội qua ngày sau mình cái giống. Từ lúc cái giống tới lúc mình xuất ra ngoài thị trường thì khoảng từ 25 đến 30 ngày. Thôi nó sẽ thay đổi từ màu đen này nó sẽ trắng hồng lên. Mình ủ tầm từ 30 đến 40 ngày xong đó mình chuyển vô trại nuôi với trồng. Mình tiến hành tháo nút bông, mình tưới, mình đón nắm tùy theo thời tiết. Lúc trời nắng thì mình tưới từ một ngày cỡ 5-6 lần, còn trời mưa mình tưới chừng 2-3 lần vậy đó. Từ lúc mở cho tới lúc mình thu hoạch là khoảng 5 ngày. Giai đoạn nắm nhiều nhất là cái lứa thứ hai, lứa thứ ba. Mình lấy cái mùng thải của bào ngư mình làm nấm rơm. Trạm khuyến nông cũng như hội nông dân thị xã định hướng cho hội viên để thực hiện nhiều cái mô hình để phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương. Hội nông dân Trần Đông cũng hướng dẫn cho bà con nông dân đã tiếp cận được các nguồn vốn từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng như Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để gia vốn mở rộng cái quy mô sản xuất kinh doanh. Còn nắm bào ngư ở tại ấp Trần Đức này do anh Lập ảnh thực hiện thì cái chi phí của ảnh thì rất là thấp, với lại ảnh tận dụng được cái nguồn nhân công tự có của gia đình thì tạo công việc làm cho một số hộ lao động trên địa bàn, thu nhập cũng khá là ổn định. Mô hình này là rất là đáng để chúng ta nhân rộng. Thì tại xã Trường Đông thì cũng đang có mở cái lớp đào tạo nghề lao động nông thôn là nghề trồng nấm, thì chúng ta sẽ được tham quan những cái mô hình như thế này để áp dụng thực tiễn. Cưa của cây cao su thì trên địa bàn là có sẵn, là nguồn gia đình cũng có cây cao su. Nguồn kinh phí đầu tư thì thấp mà đem lại lợi nhuận thì cao, dễ chăm sóc, mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình. Mô hình này thì không có kém nhân công lao động, là có thể là mình sử dụng được những người lớn tuổi và có thể như con cái nhỏ nhỏ có thể phụ giúp được. Chi phí đầu vào thì cũng thấp, giá ra thì khoảng 40 đến 50 ngàn một ký. Thì cũng ổn định, đầu ra cũng dễ. Bên hội thì thường ủng hộ những cái nguồn kinh phí của Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để hỗ trợ cho hội viên nông dân phát triển những cái mô hình mới. Hội thì có phối hợp với lại trạm bảo vệ thực vật và trạm khuyến nông thì hỗ trợ tập huấn về cái kỹ thuật trồng. Rồi trong hướng tới thì hội nông dân thấy mô hình này cũng hiệu quả là sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng đến những cái địa bàn khác.
Chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.